Thưa quý vị, tại dự thảo luật bảo hiểm sửa đổi đang được lấy ý kiến, lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dành một chương về trợ cấp hưu trí xã hội nhằm tạo hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng bao phủ đến nhóm hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu. Điều kiện hưởng loại trợ cấp này là người từ 60 tuổi trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Lộ trình nam 62 tuổi vào năm 2028 và nữ 60 tuổi vào năm 2035, đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm mà không có lương hưu. Theo dự thảo, người từ 60 đến dưới 80 tuổi chưa đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng thì được nhận trợ cấp hưu trí hàng tháng. Nhóm này được cấp bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ mai táng phí 10 triệu đồng mỗi người khi qua đời. Mức trợ cấp được chính phủ điều chỉnh dựa trên chỉ số giá tiêu dùng, tình hình kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách. Mức hưởng cho nhóm này tùy vào thời gian tham gia và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong quá trình hưởng, nếu người lao động qua đời thì thân nhân được nhận một lần số tiền người đó chưa hưởng hết cùng 10 triệu đồng trợ cấp mai táng. Người từ 80 tuổi trở lên không đóng bảo hiểm xã hội và không có lương hưu, ngân sách nhà nước chỉ trợ cấp xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. Tuổi hưởng trợ cấp có thể thấp hơn, mức hưởng cao hơn và được đề xuất giao cho chính phủ quy định theo từng thời kỳ tùy vào ngân sách theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu mức trợ cấp cho người trên 80 tuổi nâng từ 360.000 đồng mỗi tháng như hiện nay lên 500.000 đồng thì mỗi năm kinh phí nhà nước chi thêm 2.200 tỷ đồng. Khoản này chưa bao gồm tiền mua thẻ bảo hiểm y tế, gia tăng người thụ hưởng, điều chỉnh mức hưởng hàng năm. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được lấy ý kiến đến tháng 4. Dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6, trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cả nước có khoảng 5 triệu người lao động nghỉ hưu hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó 2,7 triệu người hưởng lương hưu, 640.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khoảng 9,6 triệu người trên 60 tuổi không nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào và dự báo tăng lên 13 triệu vào năm 2030. Khảo sát của chương trình Quỹ dân số Liên hợp quốc cho kết quả nguồn thu nhập của người già Việt Nam phần lớn đến từ sự hỗ trợ của con cái tới 38%, 29% từ tiếp tục làm việc, chỉ 15% hưởng hưu trí và 10% nhận trợ cấp xã hội.